Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang giờ tan thành nước. Bị lột sạch, lột chức, lột mất tự do, giờ bị lột cả tài sản. Ông Tất Thành Cang là nhân vật lớn thứ nhì tại Thành phố Hồ Chí Minh sau ông Đinh La Thăng phải ngồi tù. Tuy ông Tất Thành Cang bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt, nhưng vụ án này được sự chỉ đạo từ Trung ương. Có đến 2 năm, ông Tổng Bí Thư không làm được gì với Tất Thành Cang sau khi khai trừ ông này ra khỏi Trung ương Đảng. Tuy nhiên, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chần chừ mãi mới bãi nhiệm vai trò thành ủy viên của ông Tất Thành Cang. Trước đây, đáng lý, bộ ăn đất phải là bộ tứ chứ không phải là bộ tam như hiện nay. Bộ tứ đó là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang. Trong bộ tứ này, Tất Thành Cang là trụ yếu nhất. Ông tổng thấy chưa đủ lực để tấn công vào trụ mạnh Lê Thanh Hải, nên ông tấn công vào trụ yếu nhất Tất Thành Cang để hòng làm đổ ba trụ còn lại. Tuy nhiên, ông Tổng dù tấn công mạnh thế nào thì ông vẫn chưa thể làm gì được Lê Thanh Hải. Đây hình ảnh ông Tất Thành Cang tại tòa. Tất Thành Cang là người được Hai Nhật dìu dắt đi lên, và chức vụ cuối cùng của Tất Thành Cang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chức mà trước đó ông Nguyễn Văn Đua và Võ Văn Thưởng đã ngồi vào. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng tưởng rằng bắt Lê Tấn Hùng, em ruột của Lê Thanh Hải, là có thể gõ cửa được nhà ông Hai Nhật. Nhưng dù bắt được Lê Tấn Hùng cũng không khai thác được gì, vì có nhiều bí mật ông Lê Thanh Hải không cho em trai ông được biết. Vì em trai ông giữ chức thấp không được biết những bí mật cao hơn. Thế rồi ông Tổng lại cho bắt Tất Thành Cang, hòng khai thác ông này và moi ra sai phạm của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên Tất Thành Cang là tay làm chính trị cáo già, nên không mở lời để dẫn quân của ông Tô Lâm vào nhà Lê Thanh Hải. Thế là Tất Thành Cang bị quần. Ông Tất Thành Cang được nhiều nhà đánh giá nói rằng ông ta là con buôn chính trị rất lão luyện. Ông lại biết dùng tiền để lên chức và dùng chức để lại hái ra tiền. Vì thế mà sự nghiệp chính trị của ông Cang mới lên được chức ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chức càng lớn thì ông Tất Thành Cang càng giàu. Thời ông Cang làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã ký hợp đồng với Đại Quang Minh dự án 12 km đường nội bộ Thủ Thiêm, tổng giá trị lên đến 12.000 tỷ đồng. Nhiều người đánh giá gói thầu này là một miếng bánh cực khủng, nó được chia cho rất nhiều người. Không biết ông Cang đã chia chác như thế nào, nhưng phía Hà Nội vẫn không dám động đến nó. Bởi gói đó phải chia cho ai có thế lực lắm nên Hà Nội mới né đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang đang bị kê biên tài sản. Hiện nay, ông Tổng đang mở chiến dịch tấn công Hai Nhật từ ngả Vạn Thịnh Phát. Xem ra ngả này khó chơi, vì điều tra đến đâu thì có cách bịt đầu mối đến đấy. Nên hiện nay có vẻ như ông Tổng lại kéo Tất Thành Cang ra quần tiếp, quần cho ông này tan thành nước mới thôi. Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 32 hectare đất khu dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu dự án dân cư ven sông quận 7 cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Tại tòa, hội đồng xét xử đã cho kê biên bất động sản của bị cáo Tất Thành Cang. Đây là hình ảnh ông Tổng đang quần cho Tất Thành Cang ra bã. Như vậy là ông Cang đã dùng quyền lực để kiếm tiền, thì giờ đây quyền lực đã mất, tự do mất và tài sản tham nhũng cũng bị lột. Thường thì các quan chức bị đưa ra tòa, tòa án sẽ căn cứ đủ lý do để giảm án, vì bản chất của tòa án dưới chế độ này là như vậy. Tuy nhiên, với trường hợp Tất Thành Cang thì ông Tổng Trọng cho quần ra bã, có lẽ ông Tổng muốn quần cho ông Cang mở miệng về Hai Nhật. Tuy vậy, không ai hiểu Hai Nhật rõ như Tất Thành Cang. Có những thông tin thà im chịu phạt chứ mở miệng để Hai Nhật bị lộ thì có thể là một Phạm Quý Ngọ thứ hai không biết chừng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cháy trụ sở Vạn Thịnh Phát, trò chơi mèo vờn chuột đến hồi căng thẳng. Liên quan đến bà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, đã có ba mạng người ngã xuống. Nhiều người đánh giá rằng chưa có một chủ doanh nghiệp nào cứng cựa như bà chủ Vạn Thịnh Phát cả. Rất nhiều trò chơi mang màu sắc chính trị được tung ra mà hầu hết các chủ doanh nghiệp khác không thể nào đủ năng lực để làm thế. Ba mạng người, trong đó có một người là sĩ quan cấp cao của Bộ Công an Việt Nam, ông Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Đây là hình ảnh
trụ sở của Vạn Thịnh Phát đột nhiên bị cháy. Nếu nói hai mạng người gần đây là doanh nhân dễ ra tay, thì ông Thứ trưởng Bộ Công an làm sao có thể ra tay được. Vậy mà sau khi có tin về nhận hối lộ bị bại lộ, là ông tướng này đã qua đời một cách bí ẩn, rồi vụ án bị đứt mạch điều tra kể từ đó. Sau vụ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ chết, không lâu sau khi nhận hối lộ thì giới doanh nhân lẫn giới chính trị gia Việt Nam rất ngán nữ doanh nhân gốc Hoa Trương Mỹ Lan này. Bịt đầu mối có hai cách, đó là giết người, diệt khẩu và đốt nhà phi tang chứng. Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta cảm nhận được cả hai cách này đang được thực hiện. Nếu ai từng xem phim Trung Quốc thì ắt biết đây là những chiêu thức quen thuộc của người Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay. Và những trò này hầu như liên quan đến chính trị. Tối ngày 13 tháng 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1 bốc cháy. Nguyên nhân được phía công an báo là do chập điện. Cụ thể là vào lúc 22 giờ 13 tháng 10, tòa nhà của Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bốc khói lên cao, làm đen một vùng. Sau đó, công an quận 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công an có mặt và thực hiện công tác chữa cháy cho tòa nhà này. Phía công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết điểm cháy xảy ra tại lầu số 10 của tòa nhà. Tòa nhà Vạn Thịnh Phát có 15 tầng và thông tin được biết hồ sơ cũng bị cháy, không biết có thể cứu chữa được nữa hay không. Công an thì thông báo rằng cháy do chập điện, nhưng người dân thì không quan tâm đến nguyên nhân là do chập điện hay do phóng hỏa. Chỉ biết công an cần truy thêm hồ sơ để bổ sung cho vụ án, thì hồ sơ trong tòa nhà này cũng đã bị cháy. Không biết có là vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, có người nhận xét rằng có vẻ như điện nó cũng hiểu quá trình điều tra của Bộ Công an nên nó chập rất đúng lúc. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Hiện nay, vụ án Vạn Thịnh Phát được một số nhà phân tích đánh giá cho rằng đây là trò chơi mèo vồn chuột. Phe của ông Tổng là mèo, còn phe của Vạn Thịnh Phát là thân hữu là chuột. Tuy nhiên, con chuột này quá lớn nên mèo có vờn mấy cũng không thể sơi được. Cứ mỗi lần mèo tấn công mạnh thì chuột lại tìm cách chống trả. Cho nên có thể nói vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án khó nuốt đối với phe ông Tổng Trọng. Cũng có thể nói từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhóm lò 7 năm từ trước đến nay, chưa có vụ án nào xương sầu như vụ án này. Ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tấn công vào phe ông Lê Thanh Hải, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không thể làm gì được ông trùm đất Sài Gòn. Và đến nay, khi mà ông Tổng đã ngấp nghé 80 tuổi, thời gian không còn đủ lâu cho ông Tổng, thì ông mới tiến hành tấn công vào thành trì của hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, và nơi mà ông bắt đầu là công ty Vạn Thịnh Phát. Vụ án đã qua một tuần và cho thấy những bằng chứng buộc tội Trương Mỹ Lan ngày một bị chủ tiêu một cách bí ẩn và có hệ thống, nên việc tìm đến nhà ông Lê Thanh Hải là bài toán rất khó cho ông Tổng. Đây là hình ảnh ông Phạm Quý Ngọ, người đã mất mạng không lâu sau khi nhận được hối lộ hàng triệu đô la và đã bị đưa ra ánh sáng. Khi vụ đưa hối lộ cho tướng Phạm Quý Ngọ thì tướng Ngọ chết, điều đó cho thấy chưa chắc gì những sĩ quan công an điều tra Vạn Thịnh Phát đã an toàn. Với vụ án Vạn Thịnh Phát, đây là cuộc đấu trí căng thẳng chứ không hề dễ dàng như vụ án Trịnh Văn Quyết. Hai vụ án khác xa về mức độ phức tạp của nó.